Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của từ hành giả Tuệ Phúc ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Con xin sư tử vi chỉ dạy cho con. Trong kinh con có nghe đến tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Con xin hỏi tứ thánh đạo và tứ thánh quả là gì và khác nhau như thế nào ạ? Mức độ của từng quả vị chứng được là như thế nào ạ? Bốn thánh đạo, bốn thánh quả, tứ thánh đạo, tứ thánh quả thì một cái người mà tu tập sẽ chứng đắc được đạo quả, đạo và quả. Hai cái này nó khác nhau nhưng mà nó cũng rất là giống nhau. Thì khi nào có đạo thì sẽ có quả. Đạo là cái con đường mà quả là cái đích mà đã đi đến. Vậy cho nên là có người tu tập thì đầu tiên nếu như vị đó mà tu tập sẽ chứng đắc được sơ đạo, sơ quả. Thì đạo ở đây nó là một cái tâm đạo. Cái tâm đạo đấy là cái tâm siêu thế. Một cái tâm siêu thế đấy nó khởi lên. Ví dụ như một cái người đấy hành những cái pháp thiền Vipassana, rồi nó sẽ khởi lên cái tâm đạo. Đó là khi cái tâm đầu tiên mà vị nó thấy Niết Bàn thì đó gọi là tâm đạo. Đạo là cái tâm đầu tiên mà nó, thì cái con đường để đi vào đạo quả đấy, đó là có thể là vị đó đang thực hành cái quán về vô thường, hay hoặc là vị đó quán về cái khổ, hoặc là vị đó quán về cái vô ngã. Vị đó giác ngộ ra được cái pháp hữu vi, tức là cái danh sắc chân đế đó là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Thì vị đó thấy cái danh sắc đó nó diệt tận mà nó không sinh trở lại nữa. Thì cái sự bất sinh bất diệt, cái trạng thái nặng nẽ tịch diệt, cái sự vắng nặng của cái sự sinh diệt của cái pháp hữu vi đó, thì cái trạng thái đấy được gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là nặng nẽ tịch diệt. Thì cái tâm đầu tiên mà nó thấy Niết Bàn đó thì được gọi là tâm đạo. Và cái tâm đạo này nó có cái tác dụng là đoạn trừ các cái phiền não tương ứng. Ví dụ như ở người chứng được sơ quả, sơ đạo, thì cái tâm đạo đấy nó khởi lên, nó đoạn trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thì sau khi cái tâm đạo ấy nó chỉ khởi lên một sát na, rồi sau đó nó lại là tâm quả. Thì cái tâm quả là cái tâm nó an trú trên cái sự tịch tĩnh nặng nề của Niết Bàn đó. Thì đấy được gọi là đạo quả. Thì đạo nó phải đi trước rồi quả nó mới có sau. Đấy cho nên là gọi là người chứng được sơ đạo sơ quả. Sau đó nếu như vị đó tiếp tục thực hành, tiếp tục tu tập, thì vị đó sẽ giác ngộ đến cái đạo quả thứ hai. Thì cái đạo quả thứ hai nó cũng thế. Thì cái tâm đạo đấy nó cũng khởi lên, nó thấy Niết Bàn lần thứ hai. Đấy là cái tâm đạo là nó thấy Niết Bàn bằng cái cách nó giác ngộ ra cái sự vô thường hay khổ hay vô ngã ở trên cái pháp hữu vi sinh diệt đó. Rồi đấy thì nó ở cái tâm đạo thứ hai đấy, nó sẽ làm cho muội lược suy yếu cái tham sân si đi, tham sân si sẽ yếu ớt đi. Thì sau đó là tâm quả khởi lên, là tâm quả là cái sự hưởng thụ, là cái sự nếm cái trải cái vị ngọt của cái tâm đạo đó, tức là cái sự trú, cái tâm mà nó trú trên Niết Bàn đó thì gọi là tâm quả. Thì đấy là mức độ thứ hai là nhị đạo nhị quả. Cái đạo quả thứ ba đó là vị đó tiếp tục quán các cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã đấy, rồi vị đó lại thấy Niết Bàn đến lần thứ ba, thấy được cái sự tịch diệt tịnh nặng của Niết Bàn. Thì đấy là tâm đạo. Thì tâm đạo cái lần này nó sẽ có tác dụng, nó đoạn trừ được ái dục và sân hận. Đấy là đến cái đạo quả thứ ba thì nó sẽ đoạn trừ hoàn toàn tham dục và sân hận đó. Và về tâm quả nó lại khởi lên, nó an trú ở trong cái sự tịch diệt Niết Bàn đó, gọi là thiền quả đó. Thì đấy là đạo quả thứ ba. Đạo quả thứ tư thì ta là vị đó sẽ thấy Niết Bàn đến cái lần cuối cùng, lần thứ tư. Thì cái tâm đạo đấy nó sẽ đoạn trừ hết năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử đều được đoạn trừ. Tức là còn lại những cái phiền não như là ngã mạn, hữu ái, vô hữu ái, phóng dật, rồi cái tâm vô minh, thì được đoạn trừ tuyệt đối, tức là không còn một chút phiền não nào nữa. Đấy là cái tâm đạo nó có cái nó có cái nhiệm vụ như thế, chức năng nhiệm vụ của nó là đoạn trừ những cái cấu uế, những cái phiền não. Rồi sau đó tâm quả thì nó như nhau, tâm quả nó là an trú trên cái sự Niết Bàn đó. Ví dụ như là một vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả đều có thể an trú ở trên cái tâm quả này, tức là vị đó vẫn nhập vào pháp thiền siêu thế. Thì lúc đầy một vị mà chứng đấy, vị đó có thể quán cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã, đó trú ở trên cái trạng thái Niết Bàn tịch diệt đó. Thì cái pháp thiền đó là thiền siêu thuế, vị đó nhập ở trong cái thiền quả đó.
bao lâu tùy theo ý muốn của vị đó. Thì một vị sơ quả cũng có thiền siêu thế, nhị quả, tam tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Thì bốn cái bậc thánh nhân đó đều là có những cái pháp thiền siêu thế. Thế đó là được gọi là cái thiền quả, thiền và vị đó có thể trú được ở trên đấy. Còn cái tâm đạo ấy nó chỉ khởi lên cái lúc mà vị đó đang thực hành cái tuệ quán thôi, và nó không khởi lên nữa. Còn cái tâm quả thì nó khởi lên bất cứ lúc nào vị đó cũng muốn. Thì đấy được gọi là bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Thì cái đạo cái đạo nó khác và cái quả nó khác, cho nên là gọi chung là đạo quả. Và đấy là những cái quả vị mà một cái người tu tập mà chứng đạt chứng đắc được. Thì cho nên gọi là đạo quả, và có cái sự cao thấp là như vậy, từ thấp đến cao, từ sơ quả đến tứ quả là như vậy. Dạ con thưa sư, tứ thiền bát định khi Đức Phật còn là Bồ Tát mà ngài đã chứng đắc khác với chánh định trong bát chánh đạo không ạ? Tứ thiền bát định trong khi ngài còn là Bồ Tát á. Dạ vâng ạ. Tứ thiền bát định khi Đức Phật còn là Bồ Tát thì cũng giống như là ở trong tứ thánh đạo tứ thánh quả thì có thêm một cái pháp thiền nữa, đó là thiền siêu định. Có thêm một cái pháp định nữa, đó là định siêu thế. Tức là bát chánh đạo thì có bát chánh đạo hiệp thế và bát chánh đạo siêu thế. Còn khi tứ thiền bát định mà lúc ngài còn thực hành Bồ Tát đạo, ngài tu chứng tứ thiền bát định thì cái định đấy là định hiệp thế chứ không phải định siêu thế. Ngài có thể chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng cái pháp thiền đó hoàn toàn là thiền hiệp thế, thiền chứng, có thể chứng đạt đến năm cái thắng trí, năm cái pháp thần thông, nhưng nó vẫn là pháp hiệp thế, nó vẫn chỉ đè nén phiền não chứ nó không cắt đứt phiền não. Còn chánh định ở trong bát chánh đạo thì cũng có hai mức độ, một là bát chánh đạo hiệp thế, thì cái chánh định đấy là pháp thiền hiệp thế. Ê, giống như là trong cái thiền hiệp thế Đức Phật tu trong cái lúc còn hành Bồ Tát đạo, nhưng là đến cái pháp định đấy, cái bát chánh đạo đấy đã trở thành siêu thế. Tức là nếu như vị đó đã thực hành chứng đắc được các đạo quả, trở thành những cái pháp siêu thế rồi, thì bát chánh đạo ấy trở thành bát chánh đạo siêu thế. Chánh kiến ở đây là thấy niết bàn, chánh tư duy là tư duy về niết bàn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là những cái pháp siêu thế, nó sinh cùng với lại cái tâm siêu thế đó, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ở đây là cái pháp, là cái định của các cái tầng thiền quả, tức là vị đó nhập vào các cái thiền siêu thế, thiền quả, thì cái định đó lại khác. Cái định siêu thế đó nó khác với cái định hiệp thế, nên là bát chánh đạo siêu thế thì sẽ cao hơn là cái bát chánh đạo hiệp thế. Đấy là có khác nhau chứ không phải là giống nhau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 3 từ hành giả Tệ Phúc ạ. Dạ con thưa sư, một người không chứng được tầng thiền nào thì có thể chứng đắc được quả tự lưu không ạ? Kính mong sư chỉ dạy sơ lược các bước để tu tập chứng được quả tự lưu ạ. Không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ ạ. Dạ. Một người không tu chứng đạt các tầng thiền thì vị đó sẽ thực hành thẳng vào thiền quán, đi thẳng vào thiền tuệ Vipassana, thì không cần qua thực hành thiền định nữa. Ví dụ như là vị đó thực hành luôn thiền tứ đại, thực hành mà chứng đắc được thiền tứ đại, phân biệt ra sắc chân đế, rồi phân biệt ra các cái tâm tâm sở, danh pháp, rồi quán nhân duyên, rồi quán tam tướng vô thường của vô ngã, thấy nó sinh diệt, quán là vô thường của vô ngã, cứ quán như vậy. Thì đến một lúc nào đó nó vẫn thể nhập với chánh trí mà vẫn đạt được những pháp siêu thế, vẫn đạt được pháp, vẫn chứng được các cái đạo quả, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, vẫn chứng được chứ không phải là chỉ chứng đến sơ quả thôi, mà có thể chứng được đến tứ quả nữa, còn tùy theo cái ba la mật nhân duyên người đó. Như thời Đức Phật thì có những vị sẽ thực hành thiền chỉ quán rồi chứng đắc đạo quả, nhưng có những vị thuần quán luôn chứng đắc đạo quả. Có những vị chỉ nghe pháp chứng đắc đạo quả, vẫn không cần phải chứng đắc các tầng thiền gì cả, vẫn chứng được chứ không phải là không. Việc con đường tu để chứng đắc đạo quả thì có nhiều cách thức, nhiều con đường, chứ không nhất thiết là phải qua các tầng thiền. Còn qua các tầng thiền đấy cũng là một con đường trong nhiều cái con đường để đi đến Niết Bàn. Thì cái tầng thiền không phải là cái cốt yếu để đi đến Niết Bàn, mà cái trí tuệ, cái tuệ minh sát ấy mới là cái con đường đi đến Niết Bàn. Thì có thể đạt được đến
sát na định, cận hành định, rồi chuyển sang thiền tuệ là cũng có thể chứng Niết Bàn được. Còn nếu mình chứng đắc được các tầng thiền thì để mình thực hành cái thiền Vipassana nó dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, thì cho nên mình thực hành thôi. Cho nên có người chứng cũng các tầng thiền cũng được, mà không chứng tầng thiền cũng vẫn có thể hành thiền quán đi đến Niết Bàn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả. Dạ, con thưa sư, rất nhiều người bây giờ họ nói chỉ cần chánh niệm tỉnh giác và biết mình đang làm gì thì họ sẽ đi đến con đường giác ngộ. Dạ, thưa sư, như vậy có đúng không ạ? Chánh niệm tỉnh giác làm gì, biết mình làm cái đấy. Chánh niệm tỉnh giác này nó có nhiều mức độ của chánh niệm tỉnh giác. Đúng là chánh niệm tỉnh giác mà mình chỉ chánh niệm trên cái pháp tục đế, tức là mình thấy tôi đang đi, tôi đang đứng, tôi đang nằm, tôi đang ngồi, thì không bao giờ đi đến Niết Bàn được, không thể giác ngộ chân lý được. Mà cái người đấy chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi, biết mình đang đi đứng nằm ngồi, là cái người đấy phải đi thì thấy mình có cái sắc, nó là đi có cái sắc bị mang đi. Tức là cái người đấy khi đi mình không thấy có cái ta đang đi này, mà có thấy cái thân năm uẩn ấy, sắc thọ tưởng hành thức nó đang đi. Khi nó đi đứng nằm ngồi đấy, nó luôn luôn trong cái trạng thái sinh diệt, thì trong cái lúc đi đứng nằm ngồi mình tuệ chi ra được năm uẩn, nó đang đi đứng nằm ngồi, rồi mình thấy được cái tính sinh diệt của nó, mình thấy nó là vô thường khổ vô ngã. Thì trong mọi cái hoạt động, trong mọi cái uy nghi cử chỉ mà mình luôn luôn thấy được cái thân năm uẩn này là vô thường của vô ngã, thì chánh niệm tỉnh giác trên cái mức độ đấy sẽ đi đến Niết Bàn giải thoát được. Đấy là cái người đấy là thực hành thiền Vipassana trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi đấy thì mới Niết Bàn được. Chứ còn mình thấy cái thân này tôi đang đi, tôi đang đứng, tôi đang nằm, tôi đang ngồi, mình có cái thân này là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, thì không thể đi đến Niết Bàn được. Mình nên là muốn có được cái chánh niệm tỉnh giác đấy thì bước đầu mình cũng phải thực hành thiền một cách tuần tự đã, như là thực hành thiền chỉ, thiền quán, phân biệt ra được cái sắc, rồi phân biệt ra được tâm tâm sở, phân biệt ra được duyên khởi, rồi quán được cái vô thường của vô ngã, quán được cái tính sinh diệt của nó. Sau đó bắt đầu hãy thực hành chánh niệm tỉnh giác. Cái bước đấy thì mình đi đứng nằm ngồi đều được, và mình có thể chứng đắc đạo quả trong bất cứ một cái oai nghi nào đấy. Có thể đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang nói chuyện, đang làm công việc, nhưng mình có chánh niệm tỉnh giác trên cái sự sinh diệt của năm uẩn đấy thì mới chứng Niết Bàn được. Còn nếu mình chưa thấy được cái tính sinh diệt trên năm uẩn đấy ấy, thì có tỉnh giác bao nhiêu cũng không thể chứng được. Nên là cái tỉnh giác mình cần phải hiểu nó ở một cái mức độ cao như vậy, chứ nó không phải là dễ dàng, đơn giản quá. Thì trên đời này người ta đã chứng Niết Bàn hết rồi, chả còn ai là không chứng Niết Bàn, với ai mà chả đi đứng nằm ngồi. Cái việc biết mình đi đứng nằm ngồi ai chả làm được, nhưng có chứng Niết Bàn được hay không? Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, vậy rất nhiều người bây giờ họ chỉ quan sát đau nhức và cảm thọ, họ nói họ đang thực hành thiền Vipassana. Vậy thưa sư, có phải họ đang thực hành như vậy có đưa đến sự giải thoát và sự chấm dứt phiền não không ạ? Khi đau mình biết cái đau của mình, giống như người ngồi thiền thấy nó đau, cứ niệm đau 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 đấy, nó là một cái cảm thọ, cảm thọ về đau. Cái cảm thọ này thì ai cũng niệm được, nhưng không vì cái cảm thọ này mà chứng Niết Bàn được. Nếu chỉ niệm cái đau đau mà chứng Niết Bàn thì dễ quá, ai cũng mà chả đau khổ, có rất nhiều nỗi đau khổ, mình cứ nghĩ cái đau của mình mà chứng được Niết Bàn, cái này nó sai sai, không đúng. Có người người ta niệm cái thọ thì nó có cái thọ do nhãn xúc sinh, thì nó phải có đi kèm với tâm tâm sở, với cái sắc pháp của cái thọ đấy. Tức là có mắt nhìn thấy cảnh sắc nó sinh ra thọ, hỷ thọ nạc ấy, thọ xả ấy, thọ yêu thọ nạc thọ xả. Còn hai tai nghe tiếng, mũi người hương lưỡi nếm vị, và thân xúc chạm. Khi thân mình xúc chạm thì nó có hai thọ là thọ khổ và thọ nạc. Nó xúc chạm cái gì êm thì nó là thọ nạc, xúc chạm cái gì thì nó là thọ khổ. Thì nó cũng có các cái tâm tâm sở nó đi kèm với những cái thọ đau đấy. Coi như là khi mà cái tâm của mình nó xúc chạm với một cái gì đó đau đớn thì nó cũng khởi lên cái nộ tâm thuộc về thân thức. Rồi sau đó mình phải phân tích ra được những cái tâm tâm sở đi kèm với cái cảm thọ đấy cơ. Thân thức của mình nó có một cái môn hướng tâm, nó có một cái thân thức,
xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, này nó có cái tâm tiếp thâu, có suy xét, có cái xác định, rồi nó có những cái tốc hành tâm nó khởi lên. Và phải phân biệt ra được tâm và tâm sở của cái cảm thọ đấy nữa, rồi mới thấy được cái tính sinh diệt của nó. Và phải quán được cái sự vô thường khổ vô ngã trên cái tâm tâm sở đi kèm với những cái cảm thọ đấy thì mới chứng niết bàn được. Chứ nếu mà chỉ niệm cái đau trên khái niệm đấy cũng không chứng niết bàn được. Nên là đôi khi nhiều khi người ta nghĩ nó đơn giản quá, để khỏi phải tu tập mới nghĩ như thế. Còn cái con đường tu vẫn phải phân tích ra được những cái pháp chân đế một cách có bài bản, có hệ thống, có tuần tự, có thấp cao thì mới có thể giác ngộ được. Thế còn cứ niệm đau đau mà chứng ngộ niết bàn thì thế gian này đầy người đau khổ, người ta lại chứng niết bàn hết. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Phật tử ạ. Là con thưa sư, có một thiền sinh hành thiền với sự chỉ dẫn của một vị sư. Họ nói họ đã chứng đắc thiền và họ hướng tâm đến một người bạn của họ và họ bảo thấy được người đó đang làm gì và họ biết chúng sinh đó như thế nào. Vậy thưa sư, có phải là một người đắc thiền hướng tâm như vậy đều thấy chúng sinh đúng không ạ? Hay là họ chỉ đang ngộ nhận và ảo tưởng về điều đó ạ? Con xin sư tử vi chỉ lại cho chúng con ạ. Không có chuyện đó nha. Một người chứng thiền, chứng các tầng thiền mà hướng tâm đến một người nào đấy mà thấy người đó đang làm gì thì không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện chứng thiền mà thấy như thế. Thấy như thế chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Đa số chỉ là ảo tưởng hoặc là cái thấy cái đấy thì người đó giống như là phi nhân nó áp vào thì mới thấy bậy bạ như vậy. Chứ còn cái sự chứng thiền nó không có thấy như thế. Chứng thiền là chứng thiền. Chứ không phải là cái sự chứng thiền mà thấy được người khác đang làm gì như vậy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Pháp Tâm ạ. Là con kính đảnh lễ sư, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi làm thế nào để chúng con có thể thực hành yêu thương vô điều kiện trong cuộc sống hàng ngày ạ? Con xin tri ân sư ạ. Yêu thương vô điều kiện là thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả đấy, được gọi là yêu thương vô điều kiện đó. Thì hãy thực hành cái pháp thiền tâm từ đó nè. Mình mong cho người khác được an vui, mong cho người khác thoát khỏi những nỗi khổ về thân, về tâm, mong cho mọi người được tránh khỏi những hiểm nguy. Thì mình luôn luôn nghĩ đến những cái điều tốt của người đấy và mình trải tâm từ đến cả những người kính, người thường, người ghét, rồi cả đến những cái loài súc sinh. Thì cả những người ở gần, cả những người ở xa, cả những người ở rất xa, không quen, không biết, mình vẫn trải cái tâm từ đấy. Đấy là mình đang trải cái tình thương, cái mong muốn những điều tốt đẹp đến mọi người, mà mình đâu có cần điều kiện là người đó cần phải làm những điều tốt đẹp cho mình đâu, mà mình vẫn trải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng vô biên đấy. Hay trải tâm bi, tức là mình thấy một cái người khổ đau nào đấy, mình tác ý là mong cho họ thoát khổ đau, cầu mong cho họ thoát khổ đau. Mình để tâm vào cái nỗi khổ đau của người đấy và mình mở rộng ra từ gần đến xa, đến khắp chúng sinh vô lượng vô biên. Ai cũng là những chúng sinh đang đau khổ ở trong cái luân hồi sinh tử này. Thì mình đấy cũng là một cái tình thương không có điều kiện, mong cho họ thoát được, không phải xa lìa những thành công đã đạt được, hay là họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Mình tác ý như vậy thì đấy cũng là cái tức là cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả đều là cái tình gọi là thương yêu không có điều kiện. Còn mình tham ái mới là có điều kiện. Ví dụ như là bây giờ mình tham ái, mình luyến ái, mình quý một ai đó vì mình thấy là người này có lợi ích cho mình, như là người này quý mình cho nên mình quý lại. Nếu như mình quý người đó mà người đó lại quý một người khác không quý mình, tự nhiên mình sẽ bị cảm thấy bị tổn thương. Thì đấy là tham ái, là đấy là tình thương có điều kiện. Còn cái tâm từ bi hỷ xả là tình thương không có điều kiện. Đấy, nó khác nhau giữa một cái tình thương với cái tham ái. Tham ái thì có điều kiện, còn từ bi hỷ xả là không điều kiện. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Mông Hằng ạ. Là con thưa sư, con thực hành thiền niệm hơi thở. Lúc đầu con tham gia khóa thiền 3 ngày. Có một lần khi kết thúc thời thiền, bỗng nhiên con cảm giác tâm rất hân hoan, hoan hỉ mát mẻ trong tâm.
Một thời gian dài trong khoảnh khắc ấy, mỗi thời thiền con bị căng cả đầu và không có một thời thiền tốt. Sau đó con nhận ra rằng là con đang cố gắng kiểm soát hơi thở, kiểm soát tâm hướng đến một thời thiền tốt. Nên mỗi thời thiền con để mọi thứ tự nhiên, con ngồi xuống hướng tâm đến lưỡi mũi, thở ra, thở vô và cảm nhận hơi thở. Nương theo hơi thở, mỗi lần tâm khởi sinh tham, sân, con nhận biết và tác ý buông bỏ, đưa tâm trở lại nhận biết hơi thở. Kết thúc mỗi thời thiền con không còn bị cảm giác căng cứng nữa và tâm con cảm giác yên ổn hơn, nhẹ nhàng hơn trong mỗi ngày. Hiện tại nếu mỗi ngày con bỏ thiền, tâm con bị lăng xăng nên con cố gắng duy trì thời thiền mỗi ngày. Câu hỏi con muốn xin hỏi, kinh nghiệm thực hành thiền của con như vậy có đúng hướng trong sự thực hành không ạ? Tâm định của con còn yếu, nếu con tiếp tục thực hành như vậy có thể phát triển tâm định không ạ? Con xin tri ân, cảm ơn thưa. Thực hành như vậy là cũng được và vẫn cứ tiếp tục thực hành như thế. Quan trọng là trong cái lúc thực hành mình biết cách quân bình, tức là đôi khi cái sự tinh tấn thực hành nó cũng sẽ dẫn đến sự căng thẳng mệt mỏi. Vậy cho nên nó có những cái thời mình cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, rất kinh an, nhưng cũng có thời mình cảm thấy nó rất nặng nề, nó rất là mệt mỏi, thì mình phải biết rằng đó là chuyện bình thường. Mình không nên so sánh là tại sao cái thời kia nó nhẹ nhàng, an vui như thế mà sao cái thời này mình lại cảm thấy nó trì trệ, nó căng thẳng, khó chịu. Mà nó đôi khi nó sẽ có thời tốt như vậy, có cái thời mình không tốt như vậy, thì nó cũng là chuyện bình thường. Đừng có đi tìm kiếm lại những cái trạng thái mà nó đã qua. Ví dụ như là hôm nay mình đạt được một cái thời thiền nó rất là kinh an, nhẹ nhàng, hoan hỉ, rồi hôm sau mình cũng cố gắng ép cái tâm mình đạt đến cái trạng thái giống như hôm trước, tức là đi tìm kiếm lại cái trạng thái của những cái buổi trước, thì cái thực hành đấy sẽ là sai. Mà mình luôn luôn nhận biết ở trong cái thời hiện tại thôi, cái thời này nó tốt thì xong rồi mình cũng phải quên đi, đừng lấy cái kinh nghiệm đấy mà gắn cho cái thời sau. Hoặc là có những cái thời nó sẽ khởi lên cái mệt mỏi, cái căng thẳng, thì mình cũng tìm ra cái nguyên nhân. Nếu như mà vì mình quá căng thẳng, quá chăm chú thì lần sau mình cũng giảm nhẹ đi một tí thôi, chứ cũng đừng đi tìm kiếm lại cái nó phải, đừng bắt cái thời này nó phải giống với thời trước, hay là đừng bắt thời này nó phải tốt hơn thời trước. Thế là làm sao mình trong lúc thực hành mình biết cách quân bình này, và tinh tấn, nhưng mà cũng đừng tinh tấn quá. Nếu mà thấy tinh tấn quá thì mình để cho tâm nó định tĩnh nặng nề nặng. Khi tâm của mình nó định tĩnh nặng nề, nó nơ nà quá thì mình lại hơi tinh tấn lên tí, chứ đừng để cho nó nhẹ nhàng, nơ nà quá. Đừng có hưởng thụ cái sự an lạc nhiều quá. Rồi cũng có lúc mình giữ được cái tâm ở cái mức thản nhiên bình thường, nhưng cũng có lúc phải hơi phấn chấn đi, cũng có lúc phải hơi định tĩnh lại một tí. Thế là mình biết cách điều chỉnh để cho nó không bị thái quá vào cái tinh tấn, nó không bị thái quá vào cái định tĩnh là được. Còn có những thời nó an lạc, có những thời nó căng thẳng, thế đôi khi nó là chuyện bình thường, thì mình hãy quên những cái chuyện đó đi. Và cứ thời nào hành xong thì biết thời đấy, như vậy thì mới sẽ tốt hơn. Còn cứ tiếp tục thực hành và cũng ít quan sát, ít suy xét, phân tích lại thôi. Và cứ thực hành trong cái thời nào thì biết thời đấy thì sẽ tốt hơn. Là mình hay đi so sánh, so sánh nhiều thì nó sinh ra rối loạn nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang Hưng ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư. Thời thiền gần đây khi con ngồi, tai con có những tiếng y y y kéo dài khiến con bị phân tâm và khó tập trung nhận biết hơi thở. Xin sư cho con hỏi, đây là hiện tượng gì và cách khắc phục ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái hiện tượng mà nó có những cái tiếng đấy cũng là do mình chăm chú quá nhé. Chăm chú quá để tâm nó tĩnh, mình giữ cái tâm nhiều quá. Nó giữ tâm nhiều quá, nó rơi vào cái trạng thái nó tĩnh nặng. Nó tĩnh nặng, nó có cái tiếng y y giống như là một cái người mình chui vào cái trong cái chum, mình bịt kín lại. Tự nhiên mình cũng nghe thấy nó có cái tiếng đấy. Hay là một cái người nặng sâu dưới nước, nó quá tĩnh nặng thì mình cũng nghe thấy những cái tiếng như vậy. Cái trong đầu mình thỉnh thoảng nó phát ra những cái âm như vậy là do cái tâm của mình cũng đè cái tâm nhiều quá, chế cái tâm nhiều quá. Thì biết cách quân bình, tức là thản nhiên ra một tí nữa thì nó sẽ bớt đi. Và nó xuất hiện những cái tiếng đấy thì cũng là bình thường nhé. Người mới tập thì mình mới rơi vào cái trạng thái tĩnh nặng ấy, thì nó hay bị nghe thấy những cái tiếng đó. Nhưng một thời gian nó quen đi rồi thì nó không sao nữa. Và mình nằm nơ nó đi, đừng quan tâm đến những cái tiếng đó, cái tiếng y y đấy.
Và nhớ là để tâm nó nhẹ nhàng hơn một chút nữa thì nó sẽ hết cái tiếng ấy đi. Thế khi mình để tâm tĩnh quá, mình chế tâm nhiều quá, cho nên nó hay rơi vào trạng thái đó. Lạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang Hưng ạ. Lạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi, người thi thoảng đến chỗ đông người nhưng không thích nói chuyện, hoặc nhiều khi muốn nói mà không nghĩ ra chuyện để nói thì điều này có bình thường không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đoạn đầu là gì? Lạ con thưa sư, người thi thoảng đến chỗ đông người nhưng không thích nói chuyện ạ. Thi thoảng đến chỗ đông người nhưng không nói chuyện, hoặc là có lúc ấy muốn nói chuyện mà không biết nói gì. Cái chuyện này cũng là cái chuyện bình thường. Có cái này, ví dụ như là mình đến một cái hội chúng nào đấy mà nó không phù hợp, nó không phù hợp với cái tư tưởng của mình, thì tự nhiên mình sẽ không muốn nói chuyện với cái hội chúng đó. Đó cái nó còn tùy theo cái nhân duyên của mỗi người. Nên là có những cái hội chúng mà những cái tính cách nó khác, nó không không phù hợp với cái tính cách của mình. Mình đi đến những cái hội chúng đấy mà mình thì là một cái người thích yên tĩnh, mà những cái người xung quanh là những cái người người ta thích náo động, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy nó nạc nóng, nó không phù hợp. Thế nên là cái người mà ưa thích hội chúng, nhiệt tình trong hội chúng, tham đắm với hội chúng, thì người đấy không thể tiến bộ trong cái giáo pháp của Đức Phật được. Nên giáo pháp Đức Phật thường nói như thế: cái người nhàm chán hội chúng, muốn xa lìa hội chúng, không phù hợp, không thích thú với hội chúng, thì cái người đấy mới là cái người có khả năng tu tập tốt hơn. Thì đấy, có thể đó là một mình là một cái người có cái thiên hướng tu tâm, thì mình sẽ không thích những cái hoạt động ồn ào nơi, hoặc là nói chuyện ồn ào nơi các cái hội chúng đó. Thì cái điều đó là tốt, là mình nên không nên đến những cái hội chúng không cần thiết, nên tránh xa những cái hội chúng đó. Và những cái chuyện mà người ta nói là những cái chuyện nó cũng phù phiếm, nhảm nhí, vô ích, cho nên nó không phù hợp với một cái người có cái đạo tâm, có cái sự muốn tu tập. Nên là không thích hội chúng, không thích nói chuyện là điều đó là tốt. Người đấy sẽ để cái tâm đó, mình chú tâm vào hơi thở ấy, mình cứ kệ cho người ai nói gì thì nói, lúc đấy mình nhắm mắt vào ngồi thiền tốt hơn, thì nó giữ được cái tâm định tĩnh hơn. Nói nhiều thì tán tâm loạn ý, nói nhiều thì sinh ra ô nhiễm phiền não, năng xăng tán loạn, chẳng được cái lợi ích gì cả. Thì thế nên là Đức Phật thường dạy là đệ tử của Như Lai gặp nhau chỉ có hai việc: là một là đàm luận về Phật pháp. Nếu như một cái người đó là người có đạo tâm, chỉ nói chuyện về Phật pháp, không bao giờ nói chuyện đời, những cái chuyện nhảm nhí phù phiếm vô ích ở thế gian, thì những cái người không biết tu tâm người ta mới thích bàn luận, thích nói những cái chuyện đời nhảm nhí. Còn những người tu tâm thì không bao giờ đàm luận những cái chuyện thế sự, chỉ có đàm luận về Phật pháp thì đàm luận. Hai là giữ im lặng thánh thiện, tức là nhắm mắt vào để giữ tâm về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Để cái lúc ấy, mình tham gia ở cái hội chúng nào người ta xô bồ, người ta nói chuyện ấy, mình cứ ngồi mà rải tâm từ, hoặc là quán về cái sự vô thường của vô ngã của mọi người ấy, là được, không cần phải tham gia nói chuyện làm gì. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Tuấn ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con muốn hồi hướng sau mỗi lần hành thiền thì con nên niệm như thế nào? Việc hồi hướng có nhất thiết sau mỗi lần hành thiền hay không? Con xin tri ân sư ạ. Hồi hướng thì nếu như mình nên hồi hướng vào cái thời tụng kinh thì tốt hơn, chứ không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải chú trọng đến việc hồi hướng nhiều quá. Mình chú trọng đến cái việc hồi hướng nhiều quá thì tự nhiên cái tâm lý của mình nó cũng hay hướng đến những cái sự cầu phước này kia, nó cũng không tốt lắm. Mà mỗi ngày mình nên có một thời tụng kinh hoặc hai thời tụng kinh, và mình hồi hướng chung chung trong cái thời tụng kinh đấy. Thì đọc cái bài Itame Punyam Asawa Kajamaha Motu Dame Punyam Nidbana Sa Pachajo Tu Mama Punya Bagam Sa Basa Panam Pache Mi Tesa Be Me Dhamma Punya Bagam Napan Tu. Thì phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn, nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả họ nhận phần phước ấy được đều nhau.
Chỉ cần phương hướng chung chung như thế là được rồi, chứ đừng có quá chăm chú, quá kỹ nữa. Còn khi nào mình làm được những cái việc phước gì đó nó rất là lớn, như là cúng dường, dâng y, hay là làm những cái phước thiện gì đó rất là lớn nữa, thì mình lúc đấy hãy hồi hướng cái bài hồi hướng chi tiết hơn ấy, hồi hướng đến các vị chư thiên ở cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới, hồi hướng đến các cái vị phi nhân ở trong nhà mình, các vị chư thiên hộ trì Tam Bảo Phật Pháp Tăng Phố Phường, rồi hồi hướng đến Diêm Vương. Thì mai này mình có xuống Diêm Vương thì mong là ngài khai thị cho để mình rơi ra khỏi địa ngục sinh thiên, rồi hồi hướng đến tất cả chúng sinh. Cái bài hồi hướng chi tiết thì khi nào mình làm những cái phước lớn thì mình hồi hướng, còn bình thường thì hồi hướng chung chung thôi, chứ cũng đừng nên quá chú trọng về cái việc hồi hướng đó. Thì có cái bài hồi hướng bằng tiếng Bali và bằng tiếng Việt đó, học thuộc đi rồi hồi hướng vậy là được, là đủ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Sơn ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi phương pháp như thế nào cho trong tâm bớt nói nhầm ạ? Bớt nói nhầm ạ. Như thế nào để mình bớt nói nhầm, là tức là mình hay nói nhầm lẫn ạ? Là đáng lẽ thì cái nói trước thì đi nói sau, mà cái đáng nói sau thì lại nói trước. Những cái nên nói thì không nói, cái không nên nói thì không lại nên nói. Bớt nói nhầm thì cái này nó thuộc về văn tuệ, nó thuộc về tư tuệ, và cái cách tốt nhất là làm sao mình có được cái tâm nó định tĩnh, có được cái tâm tự tại ấy. Nên nếu như mà mình không, tức là cái tâm của mình nó không năng xăng, không phóng dật ấy, thì nó sẽ bớt bớt nhầm lẫn đi. Thì là do mình hay năng xăng phóng dật quá, thì cái cách đó là mình thực hành thiền hơi thở để cho tâm nó tĩnh nặng lại, nó bớt năng xăng đi. Thì làm sao mình thực hành thiền hơi thở trước đi, cho nó định tĩnh lại, để cho nó cái pháp thiền hơi thở là nó chế ngự cái tâm phóng dật cao nhất, cái tâm năng xăng cao nhất, và nó làm cho tĩnh tâm, làm cho nội tâm tĩnh tại tự tại được. Sau đó mình có cái thiền hơi thở tốt rồi thì lúc đấy sẽ thực hành đến các pháp thiền tâm từ bi hỷ xả nữa, pháp quán về sắc chết, niệm về sự chết, tức là các cái pháp thiền bảo hộ, nó cũng sẽ làm cho mình tăng trưởng cái trí tuệ lên nữa. Thì cái này nó vừa làm mình phải định tĩnh lại, và vừa làm cho những cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng lên nữa, thì nó sẽ bớt nhầm lẫn hơn. Dạ, con thưa sư ạ. Trong câu hỏi vừa giờ con đọc nhầm về cái chữ nói nhầm, ở đây là nói nhầm ạ. Con xin đọc lại, phương pháp như thế nào cho trong tâm bớt nói nhầm ạ? Nói thì thầm trong đầu ấy. À, nói thì thầm ạ. Dạ. Bớt, phương pháp như thế nào để cho cái tâm nó bớt nói thầm ạ? Vâng, nó nói trong đầu. À, tức là tức những người ngồi thiền mà trong tâm nó cứ hay nói chuyện, không có hiểu rõ ý. Dạ. Thì đấy là trong tâm nó cứ hay nói thầm. Thì cái tâm nói thầm đấy là một cái vọng tưởng, là một cái vọng tưởng do mình chú tâm quá yếu, chú tâm trên đối tượng quá yếu, nên tâm nó hay nói thầm. Cái này phải tinh tấn hơn, phải chăm chú vào đề mục cao hơn một chút. Thì cái này là do mình để cho cái tâm nó hơi giải đãi, nó mới có cái thời gian để nó nói thầm như vậy. Thì lúc đấy mình nếu như mình thực hành thiền hơi thở thì mình phải quay sang đếm hơi thở này, nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở ngắn dài, nhận biết toàn thân hơi thở. Tức là mình thay đổi nhiều cái cách quan sát đi để cho tâm nó không nhàm chán. Bởi vì cái tâm nó nhàm chán một cái pháp thiền nào đấy là nó sẽ hay hướng sang cái cảnh khác, cho nên nó hay sinh ra nói thầm. Nói thầm là cái sự chú tâm quá hời hợt, quá là yếu ớt, cho nên nó mới còn cái thời gian để nói thầm như vậy. Nên là mình phải tư duy quan sát làm sao để cho cái tâm nó phấn chấn hơn, nó thực hành tích cực hơn, và nó có cái sự nhiệt tâm, cái tinh cần, cái tỉnh giác cao hơn nữa. Cái này là tỉnh giác yếu nên nó mới thế. Phải có cái tỉnh giác cao hơn nữa thì nó bớt nói thầm đi nhá. Nên đừng để cho tâm này nói thầm. Nhưng mà cái tâm nó cứ khởi lên một cái suy nghĩ, cái lời nói nào đấy, để biết ngay là cái sự chú tâm này yếu quá. Thì mình có thể mình thay đổi cái cách quan sát hơi thở đi để cho cái tâm nó phấn chấn lên một tí nữa, thì nó sẽ dần dần nó bớt đi thôi. Chứ còn khi nào mình đạt được cái sự tiến bộ cao hơn thì nó sẽ bớt đi cái nói thầm, hoặc là mình phải có cái sự tư duy về những cái lợi ích của cái pháp hành thiền đó.
Ví dụ như người tư duy về những cái đoạn xứ rất là sợ hãi, tư duy về cái con đường tu tập để chấm dứt niết bàn khổ đau. Tức là đôi khi một cái người tu tập mà mình nhàm chán cái pháp đấy quá, cho nên nó hay vọng tưởng nó khởi lên nhiều, nên là nói thầm. Còn nếu như mình tha thiết hơn, chăm chú hơn, tích cực hơn thì nó sẽ bớt cái nói thầm ấy đi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Sơn ạ. Dạ con thưa sư, việc chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi có cần phải ghi sự tác ý, ý muốn trước hay không, hay chỉ cần ghi nhận đơn thuần không ạ? Đơn thuần thôi ạ. Không không cần tác ý trước nhá. Đi đứng nằm ngồi thì quá đơn giản, không cần phải tác ý trước. Đi thì cứ biết mình đang đi, đứng cứ biết mình đang đứng, nằm ngồi biết nằm ngồi. Cũng như hơi thở vào thì biết vào ra, biết ra, không cần tác ý trước. Mọi cái pháp môn tập cũng thế. Đừng có tác ý trước làm cái gì. Cái sự tác ý trước đấy là mình có tính toán. Cái sự tác ý trước đấy nó làm cho cái tâm của mình nó cứ bị khởi lên cái căng thẳng, khởi lên cái sự bất an. Mặc dù rằng là mình không có khởi lên tác ý, mình không cần phải cố gắng khởi lên, nhưng cái tâm của mình nó vẫn có cái sự tác ý. Nó phải khởi lên cái ý đi thì nó mới có cái bước đi, nó phải khởi lên cái ý nói thì nó mới phát ra lời nói. Nó tất cả những cái hành động của mình nó đều có một cái ý môn nó đi trước, cái ý môn hướng nó đi trước rồi nó mới phát ra cái lời nói hành động đó. Mình không cần phải khởi lên một cách quá là rõ ràng, nhưng nó vẫn có cái tâm đấy, cái tâm khởi lên cái ý muốn nói, cái ý đội muốn đi, rồi sau đó nó mới có phát ra lời nói, phát ra hành động, thì nó đều có hết. Mình không cần phải, mặc dù nói là mình không tác ý nhưng nó vẫn có cái tác ý đó, nên là mình đừng chú trọng đến những cái tác ý đó, đừng chú trọng đến những cái tác ý đấy, mà chỉ ghi nhận những cái hành động ngay trong hiện tại đấy là được rồi. Thế nên cái cách tu tập chánh niệm tỉnh giác là như thế thôi, chứ không cần là phải tác ý trước nên thành ra nó căng thẳng quá. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Văn Tiến ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi có nên gộp tất cả tham lam, sân hận, si mê vào tham không ạ? Tham lam sân hận si mê buộc hết vào tham không? Cái này nó khác nhau hoàn toàn nhé. Tham là tham, sân là sân, si là si. Những cái pháp này khi phân tích ra thì nó sẽ có những cái nội tâm khác nhau. Ví dụ tâm tham thì nó có 8 cái tâm tham chứ không phải nó có một. Nếu một người phân tích ra một cái tâm tham nó đi với ngã mạn, khi mình khởi lên một cái ngã mạn so sánh mình với ai đó thì nó là tham, tham ngã mạn. Khi mình tham ái nhưng mà ưa thích một cái gì đó, nó cũng là tham. Thì cái tham đấy nó gọi là tham tà kiến. Có cái tâm tham này do người xúi dục, có tâm tham tự mình khởi lên, có cái tâm tham này nó có hỷ, có tâm tham này có tâm xả. Thì có cái tham nó khác nhau, nó có nhiều loại. Hay cái tâm tham nó có nhiều loại tham khác nhau. Vậy cái người phải phân tích ra được cái tánh tham đó một cái cách chi tiết rõ ràng tỉ mỉ như vậy mới phá vỡ ra được cái ảo tưởng về cái tâm, thì mới giác ngộ ra được các cái sự thật. Nên là phải có sự phân tích rạch ròi rõ ràng, tham ra tham. Còn sân thì nó khác. Sân thì có thể là sân do mình bực tức cái gì, ai xúc phạm gì, nó là sân. Có thể sân là do mình ghen tị với người khác là sân. Có thể mình hối hận gì đó là sân. Mình bỏn sẻn nó cũng là sân. Mình sầu bi ưu não nó là sân. Các cái loại tâm sân này nó cũng khác nhau. Nó đi với những cái tâm tâm sở khác nhau. Có thể tâm do sân do mình bị người khác xúi dục hoặc tự mình khởi lên, mức độ sân cao thấp khác nhau, mình không thể gộp vào được. Còn si thì nó có 2 loại, đó là mình phóng dật thì đó là si, khi mình hoài nghi cái gì đấy đó là tâm si. Thì tâm gì nó ra tâm đấy, mình càng cái trí tuệ càng sâu sắc càng nhạy bén, càng phân tích được nó ở cái mức độ chi tiết tỉ mỉ cao thì mình càng phá vỡ được nó nhiều hơn. Mình tìm ra được nguyên nhân sinh ra những cái tham sân si đó thì mình dễ được đoạn trừ được nó. Thì cái con đường thực hành thiền Vipassana, thiền tuệ thì sẽ đòi hỏi cần phải phân tích chi tiết từng cái tâm sở, số lượng tâm và các cái tiến trình nội trình tâm khác nhau để mình quán cái sự sinh diệt vô thường khổ vô ngã của nó để đoạn trừ nó.
chứ không thể gộp chung nó được, mà nó phải được phân tích rạch ròi đã. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Văn Tiến ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, có người nói rằng tham chỉ là muốn nhiều hơn. Vậy tham những mặt tích cực thì sao ạ? Liệu có hại cho mình không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tham là muốn nhiều hơn, nhưng mà cái tham, cái tâm sở gọi là ước muốn này, nó đi kèm với cả tâm thiện và đi kèm với cả tâm bất thiện. Đấy là cái tâm sở gọi là dục ước muốn ấy. Thì ví dụ như một người ước muốn là mong cho người khác thoát khổ đau, thì cái ước muốn đó là cao thượng. Cái ước muốn đấy nó sẽ trở thành cái tâm từ bi, hỷ xả. Có cái người ước muốn là ví dụ như là mình giữ giới bố thí, làm việc thiện, thì mình ước muốn chứng ngộ niết bàn ấy. Thì cái đấy gọi là thiện tâm hợp trí tuệ. Cái ước muốn là được tu tập ấy, thì đó là những cái tâm thiện, vô tham, vô sân, vô si. Có những cái ước muốn nó đi, nó làm tăng trưởng tâm tham nên, thì cái ước muốn đó mới là tha. Cái ước muốn như là bây giờ mình mong muốn làm sao được hưởng thụ những cái ngũ dục về sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tức là cái ước muốn mà nó đi kèm với những cái tâm mà ham hưởng thụ dục lạc ấy, thì cái ước muốn đấy mới là tham. Hay là cái ước muốn mình khởi lên cái tâm ác ý hại người, thì cái ước muốn đấy là si, là sân. Chứ còn cái ước muốn mà nó ni dục, ni tham, ni sân, ni si, thì cái ước muốn đấy nó là tâm thiện. Nên mình, một cái người không hiểu cái các cái vận hành của tâm, mình đôi khi mình hay hiểu một cách đồng hóa, là cứ có cái gì ước muốn thì mình đều quy vào tham là sai. Tham là chỉ là những cái ước muốn hạ nhiệt thấp kém thì mới là tham. Còn có những cái ước muốn cao thượng, ni tham, ni sân, thì đó lại không phải là tham nữa, mà đấy là ni tham. Cái phân tích là tâm thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, người nghèo khổ là do đời trước bọn sẻn không bố thí cúng lường, nay mình bố thí cho họ thì có khiến họ mắc nợ rồi kiếp sau lại nghèo khổ nữa không? Có cách nào giúp họ thoát khổ lâu dài không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Người nghèo khổ thì đó là cái quả của cái bọn sẻn không biết bố thí, thì đó là sự thật. Cái người đó vì không bố thí, không biết tạo phước cho nên đời này nghèo khổ. Và ở đời thì người ta thường hay đi làm từ thiện, sẽ giúp đỡ những người nghèo khổ đó bằng cách bố thí cho họ. Bố thí cho họ rồi họ có mắc nợ hay không, kiếp sau họ lại còn nghèo khổ nữa hay không. Mà thì cái này còn tùy thuộc vào cái tâm lý của cái người mà họ nhận đấy nhá. Có những cái người thọ nhận xong rồi kiếp sau sẽ mắc nợ, thì sẽ có những người thọ nhận xong mắc nợ, có những người thọ nhận sẽ không mắc nợ. Tuy nhiên là những cái người đấy nghèo khổ và khi mà nhận được sự ban ơn bố thí của người khác, rồi người ta dùng những cái vật dụng mà người khác bố thí cho đấy, người ta ăn xong rồi người ta lại làm những cái việc bất thiện. Ví dụ như là người ta ăn rồi người ta lại đi chơi bời ấy, chơi bời hưởng thụ dục lạc, hay là lại sống với cái tâm tham sân si, tức là chìm đắm trong những cái tội lỗi, thì những cái người đấy sẽ mắc nợ. Tức là kiếp sau nếu như có sinh lại thì người ta sẽ sinh, có thể người ta sẽ sinh làm súc sinh, làm trâu để kéo cày, làm ngựa kéo xe, làm chó gà, mèo lợn gà để coi nhà coi cửa, hoặc là cho người ta chăn nuôi, người ta lấy da, lấy thịt, lấy nông, lấy xương, người ta làm thức ăn. Đấy là cách trả nợ của những cái người mà bất thiện. Còn nếu như cái người đó thọ nhận cái sự bố thí của người khác, nhưng mà cái người đấy lại biết tu tâm, tức là cái người đấy biết hướng thiện, có cái tâm hướng thiện ấy, thì người đấy sẽ không bị mắc nợ nữa. Thì cái người đấy khi chết có thể sinh lại làm người hoặc sinh chư thiên. Thì nó sẽ người khác cho thì mình sẽ không mắc nợ. Đó là nếu như kiếp sau mình có gặp lại cái người cho mình, thì hai bên sẽ vẫn có cái mối thâm tình với nhau, sẽ vẫn có cái sự hoan hỉ với nhau, sẽ vẫn có cái sự yêu thương nhau. Hoặc là vì trước kia người này người ta cho mình, bây giờ mình gặp có nạn, mình sẽ cảm thấy quý mến người đó, và hai người có tình cảm với nhau để giúp đỡ nhau trong cuộc sống thôi, không hề mắc nợ nhá. Khác với người ăn cắp, cái người mà người khác không cho nhưng mình cố ý ăn cắp, thì kiếp sau mình có sinh ra mình hay bị
mất mát tài sản, bằng là năm cái thứ năm cái kẻ thù phá hoại mất tài sản đấy. Chứ còn bị người được người khác cho thì không không bị cái quả báo là sau này mình bị phá hoại tài sản, không bị cái quả báo đó. Nhưng nếu như một cái người mình cứ thọ nhận cái sự ban ơn của người khác mà mình sống bất thiện thì mình sẽ vẫn chịu cái quả báo của cái sự bất thiện đó. Đó là nếu như mình có gặp lại cái người cho đấy mà mình sinh và làm súc sinh rồi thì mình vẫn khổ đau, mình vẫn vẫn khổ đau, dù cho người ta có nuôi dưỡng mình thì mình cũng vẫn phải chịu những cái quả báo đau khổ nếu như của cái hành động bất thiện đấy. Vì vậy nên cái tốt nhất của cái đó là mình nếu như mà có người khác cho mình thọ nhận cái thức ăn những cái đồ đó thì mình phải phải tránh được những cái hành động bất thiện, mình phải sống hướng thiện để đảm bảo cái sự an toàn về tương lai, chứ mình không 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 được chủ quan nói rằng là mình cứ thọ nhận của người khác cho rồi mình cứ sống bừa bãi bất thiện thì sau này mình vẫn bị cái quả báo khổ đau, mặc dù nó không mang nợ nhá, không mang nợ nhưng vẫn vẫn chịu quả báo khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ con thưa sư, xin thưa cho con hỏi, một người tu hành khi chết mang thiêu để lại xá lợi thì có phải là tu hành đắc đạo không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chết mang thiêu để lại xá lợi thì không căn cứ vào cái việc để lại xá lợi mà cho rằng người đó tu đắc đạo à? Có người không tu đắc đạo vẫn để lại xá lợi, có thể là cái người chỉ cần có công đức thôi, thì người có sống có đạo đức một chút, như là người đó giữ giới trong sạch một chút, có cái uy đức một tí cũng có thể để lại xá lợi được. Cái người để lại xá lợi do cái người đó có cái công đức lớn thôi, nên cũng có thể để lại xá lợi được, mặc dù người đó chẳng phải là đắc đạo gì cả. Cho nên là cái việc để lại xá lợi không căn cứ vào cái người tu để lại xác thân, để lại nhục thân, hay để lại một cái phần thân nào đấy, hay để lại một cái xá lợi nào đấy, mà cho rằng người đó là người tu đắc đạo được. Cái người tu đắc đạo thì đương nhiên sẽ để lại xá lợi, nhưng mà cái xá lợi đó cũng rất là cao thượng. Nhưng mà cũng có những người không đắc đạo vẫn để lại xá lợi được, vì thế cho nên không căn cứ vào người có xá lợi mà cho rằng người đó đắc đạo, mà đắc đạo là do cái trí tuệ của người đó đoạn trừ được phiền não thì mới là đắc đạo, còn những người còn đầy phiền não thì không phải là người đắc đạo, không căn cứ vào xá lợi để nói là người đó tu đắc đạo. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huệ Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, một người chuyên tu pháp môn niệm Phật như bên Tịnh Độ thì có đưa được đến giải thoát và giác ngộ không ạ? Một người tu niệm Phật thì niệm Phật nó có nhiều cái niệm lắm. Niệm Phật với tâm chánh, có thể niệm Phật với tâm tà. Ví dụ như là một cái người niệm Phật tưởng nhớ đến ân đức của Phật, khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính thì cũng khởi lên được những cái tâm thiện, rồi vị đó gieo được những cái nhân lành với Phật pháp, rồi vị đó nếu như chỉ dừng lại ở cái niệm Phật đấy thôi thì không đi đến chứng đắc đạo quả, nhưng những cái đời kiếp sau sinh ra vị đó sẽ rất dễ dàng gặp Phật pháp, và với cái tâm thành kính đó vị đó có thể tu tập và chứng niết bàn trong ngày vị lai, vị đó có thể sinh thiên hoặc sinh lại làm người. Nhưng mà cái tâm niệm Phật nó sẽ khiến cho cái vị đó sinh ra gặp Phật pháp và có duyên với Phật pháp rất là thâm sâu, cho nên là cái sự chứng đắc đạo quả cũng sẽ nó sẽ đến không sớm thì muộn thôi. Nên niệm Phật có công đức rất là thù thắng, nhưng mà chỉ trừ những cái người niệm Phật với cái tâm tà kiến, với cái tâm tà kiến như là mong cầu những cái điều không có thật, không chân chánh, khi niệm Phật khởi lên cái tâm si mê hắc ám thì cái người đấy sẽ luôn luôn sẽ có thể là sẽ khó gặp được chánh pháp. Nếu như người đó có tà kiến, có gặp được chánh pháp thì ở trong luân hồi sinh tử sẽ lâu dài hơn. Đến một lúc nào đó vị đó phải nhận ra được cái tà của mình và buông bỏ cái tà ấy đi, phải thọ trì những cái pháp chân chánh thì cái vị đó sẽ đi được đến niết bàn. Nên là cái niệm Phật là một cái phương tiện để cho mình khởi lên những cái tâm thiện để mình hướng về tu tập
Mà cái con đường tu tập là phải đạt đến sự giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Mà muốn giác ngộ được chân lý tứ thánh đế đấy thì mình cần phải phân tích tuệ chi ra được cái danh sắc chân đế, về cái pháp hữu vi, về cái thân tâm năm uẩn này. Và hoặc là một cái người niệm Phật sau đó mình đạt được một cái tâm nó thanh tịnh định tĩnh, rồi mình phải lấy cái tâm thanh tịnh định tĩnh đó để phát triển những cái tuệ quán, quán được cái thân năm uẩn này, quán được cái pháp duyên khởi sinh ra thân năm uẩn, thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã trên thân năm uẩn ấy thì mới đi đến niết bàn. Chứ nếu mình chỉ dừng lại ở niệm Phật thôi thì không đi đến niết bàn, cũng như một cái người thực hành thiền hơi thở cũng vậy. Nếu mình chỉ dừng lại ở thiền hơi thở thôi thì mình không đi đến niết bàn được. Và một cái người thực hành thiền hơi thở sau đó mình có được cái tâm định tĩnh, rồi mình dùng cái tâm định tĩnh để quán cái thân năm uẩn, cái pháp duyên khởi, cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó mới đi đến niết bàn. Thì niệm Phật cũng là một cái pháp làm cho tâm được thanh tịnh định tĩnh. Thì sau đó mình phải dùng cái tâm thanh tịnh định tĩnh đó để thực hành các cái pháp tuệ quán nữa. Thì con đường đi đến niết bàn là tuệ quán đấy, chứ không phải là cái tâm định tĩnh đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thiện Hậu ạ. Dạ, xin đại đức cho con được hỏi là sự hồi hướng sẽ có thể đến được những chúng sinh trong cõi dữ như địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ hay không ạ? Con xin tri ân ạ. Việc hồi hướng của mình vẫn đến được với những cái chúng sinh ở cả cái cõi dữ, nhất là cõi ngạ quỷ. Trong đó thì cái cõi súc sinh thì không 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 còn tức là không có cảm nhận được, tức là mình có hồi hướng họ cũng không thấy, họ không nghe được, họ không hoan hỷ tán thán xá thú được, nên là họ không có nhận được. Hoặc là chúng sinh thì có ngu si, nếu chúng sinh mà có trí tuệ mà hoan hỷ được thì vẫn vẫn có thể tùy hỷ được cái phước đó. Còn có một cái hàng chúng sinh có đủ cái trí tuệ để xa thú, để hoan hỷ được cái phước thiện của một cái người khác làm, đó là chúng sinh hàng ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ thì họ sẽ nhận được, họ sẽ hoan hỷ, và thậm chí họ có thể làm thay đổi cái nghiệp ngay tức thì, tức là họ có thể sinh thiên ngay tức thì khi mà họ hoan hỷ với một cái thiện nghiệp rất là lớn. Họ có thể từ ngã quỷ mà sinh thiên ngay lập tức được. Đấy là cái việc hồi hướng là nó sẽ có lợi lạc nhất đối với những chúng sinh thuộc về hàng ngã quỷ. Là con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin phép được để buổi sau. Đây, mọi người hồi hướng. Idam me punyam Idam me asavakajam punyang Asavakajang Vahamotu Vaham hotu Idam me punyam Idam me Nibbanasa punyang Nibbanasa Bacchajo Bacchajo Hotu Hotu Mama punya bhagam Bama punya bhagam Sabbasatthanam Sabbasavanam Bacchemi Bacchemi Tesabe Vedabe Medamam Vedamam Punya Punya bhagam Bhagam Phước lành này của con Phước lành này của nguyện con đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm Phước luôn lành này của con Phước lành này của nguyện con làm duyên thành tựu được niết bàn. Nguyện làm duyên thành tựu được niết Phước bàn lành này của con Phước lành này của xin con chia đều đến tất cả chúng sinh, Xin chia đều đến tất cả chúng mong sinh cho tất cả hãy thọ nhận Mong cho tất cả hãy thọ phần nhận phước ấy được đều nhau. Phần phước ấy được đều nhau Sa Nu du sa sa du nu sa sa du. nu Dạ, con bạch sư, con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân ân đức của ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Con xin tri ân sư vì đã tử bi ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ. Được nghe chánh pháp quả thật là điều hy hữu, hiếm gặp trong vòng luân hồi sinh tử này. Hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp thiền chỉ, thiền quán cho đến khi chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp gần nhất từ Đại Đức.